Xin chào quý nhà đầu tư. Sau khi sụt giảm 1,46% trong tháng 4, thì thị trường Việt Nam đã có sự tăng trưởng tốt trở lại trong tháng 5 với mức tăng là 2,48%. Với những sự nỗ lực để hỗ trợ nền kinh tế của chính phủ, đồng thời những biện pháp để tháo gỡ khó khăn thị trường bất động sản nói riêng, thì thị trường chứng khoán Việt Nam đã hưởng ứng thông tin trên rất là tích cực. So với thị trường chứng khoán các nước trong khu vực, thị trường chứng khoán Việt Nam tăng trưởng khá là ấn tượng với mức tăng trưởng là 6,8% trong 5 tháng đầu năm, trong khi đó là thị trường Thái Lan là giảm 8,1%, Indo và Philippines thị trường chứng khoán của họ cũng giảm chứ không được tăng tốt như Việt Nam. Về tình hình đầu tư của quỹ DCDS trong tháng 5, thì tin vui đối với nhà đầu tư là quỹ DCDS có mức tăng trưởng khá là tốt trong tháng 5 với mức tăng là 3,8%. Tính từ đầu năm đến cuối tháng 5 thì quỹ DCDS đạt mức tăng trưởng 8,3%, cao hơn mức tăng trưởng của VN-Index là 1,6%. Các cổ phiếu đã đóng góp vào tăng trưởng cho DCDS trong tháng 5 là những cổ phiếu ngành ngân hàng như là Sacombank, ngành dầu khí như là BVD, BVS và ngành chứng khoán có những cổ phiếu như là SSI, VND tăng rất là tốt. Đặc biệt là có nhiều cổ phiếu mới trong danh mục DCDS cũng tăng rất là tốt trong tháng 5 này như là C4G. Vĩ mô ngày càng ổn định, rủi ro thị trường ngày càng giảm dần, trong khi đó các cơ hội đầu tư ngày càng lớn dần. Chúng tôi đã quyết định tăng cái tỷ trọng các cổ phiếu tăng trưởng trong danh mục như là các cổ phiếu ngành chứng khoán, ngành bất động sản và bất động sản khu công nghiệp và ngành đầu tư công. Và cái chiến lược này đã cho thấy hiệu quả trong tháng 5 này. Nhìn lại thị trường trong 3 năm qua, chúng ta đã trải qua nhiều thăng trầm. Tuy nhiên, nếu mà một góc nhìn khác thì đây cũng là một cái cơ hội rất là lớn cho chúng ta. Bởi vì thị trường đang ở định giá rất là rẻ trong nhiều năm. Và chúng ta đang chỉ mới ở giai đoạn bắt đầu của một chu kỳ nới lỏng tiền tệ kèm với nhiều hỗ trợ từ chính phủ để mà hỗ trợ nền kinh tế. Vì thế chúng tôi nghĩ là thời điểm hiện nay là cơ hội cho chúng ta trong vòng 12 đến 16 tháng tới. Trên đây là tóm tắt tình hình của quỹ DCDS trong tháng 5. Cảm ơn các nhà đầu tư đã lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn trong kỳ sau. Dragon Capital, 30 năm nỗ lực vì tương lai của bạn.